Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ làm món bánh mì Việt Nam. Để làm món bánh mì ngon và dai, mình dùng 500g bột mì số 13. Mình dùng 10g men, 10g đường, 4g muối, 20g giấm nuôi và 330g nước. Bây giờ mình sẽ cho vô máy nhồi. Đầu tiên mình nhồi ở tốc độ thấp. Sau khi bột đã trộn đều với nước thì tăng lên tốc độ trung bình rồi đến cao trộn trong 5 phút. Mình sẽ cho máy nhồi từ thấp đến cao, cứ 5 phút nhồi rồi 5 phút nghỉ. Nhồi cho đến khi bột bóng, mịn, dai, kéo màng mỏng là được. Khi bột kéo màng mỏng như vậy là bột đã được. Mình sẽ thoa dầu ra mặt bàn hoặc miếng cán bột. Cho bột ra rồi chia bột. Vì công thức này có giấm nên chia bột xong mình tạo hình rổ ủ luôn. Mình chia 8 viên bột, mỗi viên khoảng 100g. Chia bột xong mình tạo bột thành viên tròn như vậy. Bột sau khi tạo thành những viên tròn, mình phải đậy bột lại liền để bột không bị khô. Thoa một chút xíu dầu xuống mặt bàn, lấy một viên bột ra dùng tay đập nhẹ để cho tan bớt bọt khí. Sau đó cán bột dài ra như vậy. Gấp hai đầu mép bột vô và dùng tay ấn nhẹ xuống. Vừa cuộn vừa ép bột để bột thật căng tròn thì khi nướng bánh sẽ nở bung và có tay. Khi cuộn bột, phải ấn ngón tay cho bột thật căng và mép bột phải bóp kín lại. Sau đó sẽ vê nhẹ bột và tạo hai đầu của bánh. Bây giờ mình sẽ làm tiếp tục. Bạn quan sát mình làm nhé. Tạo hình xong, mình cho bánh vào khay. Lò nướng mình bật lên vài phút cho có hơi ấm rồi cho khay bánh vào ủ. Thời gian ủ bánh là không cố định vì phải tùy thuộc vào nhiệt độ ủ. Thường thì mình ủ từ 50 tới 60 phút. Khi bánh nở khoảng 90%, mình sẽ lấy bánh ra khỏi lò, phủ khăn ẩm lên rồi bật lò nướng ở 230 độ C. Mình để hình ghép của bột lúc mới tạo hình và lúc ủ đạt để bạn quan sát độ nở của bột.
Khi bánh ủ đạt và lò đã nóng thì bắt đầu rạch bánh. Mình nhúng dao lam vô nước rồi hơi nghiêng dao rạch. Không nên rạch bánh quá sâu và chỉ nên rạch một đường dứt khoát, nhưng mình thì nhát tay nên đã rạch như vậy. Rạch xong thì mình sẽ xịt nước vô đường cắt bánh. Việc canh bánh nở đạt là rất quan trọng. Bánh nở chưa đủ, khi nướng bánh sẽ không nở sốt được. Nhưng ủ quá thời gian thì bánh sẽ sẹp khi nướng. Trước khi bật lò, mình có để một cái khay ở dưới đáy. Nhanh tay mở cửa lò rồi đổ một ít nước sôi vào khay. Bây giờ sẽ xịt nước lên hết bề mặt của bánh rồi cũng nhanh tay cho bánh vô lò. Mình nướng bánh khoảng 20 phút đến khi mặt bánh vàng đều. Thời gian nướng sẽ không là cố định, còn tùy thuộc vào loại lò. Lò nướng của mình có đường xịt nước trong lò nên mình không cần mở cửa lò để xịt nước vào khi nướng bánh ở 7 phút đầu. Bạn có thể mở nhanh cửa lò xịt nước vào mặt bánh để bánh không bị khô, giúp cho việc bánh nở và bung tay tốt hơn trong 7 phút đầu. Khi bánh đã vàng, mình xoay khay bánh để mặt bánh được vàng đều hơn. Bánh vàng đều trên mặt thì mình lật bánh lại để bánh vàng ở mặt dưới. Khi bánh vàng, mình lấy khay nước ra rồi tắt lò và vẫn để bánh trong lò thêm 3 phút nữa vì mình muốn vỏ bánh dày và giòn hơn. Và đây là bánh mì nóng hổi vừa ra lò. Vàng đều giòn tan, vỏ bánh nổ lách tách. Cảm ơn mọi người đã xem. Nếu thích cách làm này, nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình nhé.